Hello xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình thì ở video này mình sẽ làm riêng cho các bạn mới chơi hoặc là các bạn đã chơi một thời gian rồi mà vẫn đánh chưa chính xác được quả bóng mục tiêu vào lỗ nhá. Rồi các bạn hãy theo dõi các cú đánh của mình nhá. Rồi bây giờ các bạn làm theo mình nhá. Xếp hai quả bóng này luôn để quả bóng số 9 đi vào lỗ và sau đó mình sẽ ngắm vào tâm của quả bóng số 2 nhá. Và chúng ta sẽ bỏ quả bóng số 2 ra và đánh vào tâm của bóng số 2 và như thế quả bóng 9 nó sẽ đi vào lỗ. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cứ ngắm vào tâm của bóng số 2 xong rồi bỏ quả bóng số 2 ra thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu là tâm của quả bóng số 2 nữa đúng không? Và hồi xưa mình cũng bị như thế bởi vì người ta bảo là ngắm vào tâm của bóng số 2 mà. Ừ rồi mình ngắm vào tâm của bóng số 2 rồi ok nhưng mà khi bỏ quả bóng số 2 ra thì mình không nhìn thấy đâu là tâm của bóng số 2 nữa và như thế thì sẽ rất là khó đánh rất là khó tưởng tượng vậy làm nào để mà chúng ta biết là phải đánh vào đâu thì bây giờ các bạn sẽ sang cái ví dụ tiếp theo của mình nhé rồi ở đây mình phải đánh cái con 10 màu xanh kia vào lỗ cuối bên tay phải đúng không? Thì mình đã xếp một quả bóng ảo ở trước rồi. Thì bây giờ mình phải đánh vào tâm của bóng ảo đấy đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ không nhìn vào tâm của quả bóng ảo đấy nữa và mình sẽ nhìn vào là cái cạnh của quả bóng ảo cắt vào quả bóng số 10 là ở vị trí nào? 1/2, 1/3 mỏng bao nhiêu? Thì mình sẽ nhớ ở trong đầu mình cái hình ảnh đấy và mình sẽ đánh làm nào để quả bóng cái mình nó sẽ cắt được vào đúng cái điểm mà mình đã ghi nhớ đấy. Bây giờ các bạn bỏ quả bóng ảo ra nhé, thì các bạn vẫn tưởng tượng được là mình sẽ cắt ở vị trí nào của quả bóng số 10 đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ nghĩ là các bạn nhìn vào tâm của quả bóng ảo ấy, thì khi các bạn bỏ quả bóng ảo ra thì sẽ không còn cái điểm nào để cho các bạn là nhớ ở trong đầu để các bạn đánh được vào cái điểm đấy. Tuy ra là chúng ta phải nhớ là chúng ta đánh vào vị trí nào của quả bóng số 10, cắt vào vị trí nào của quả bóng số 10. Các bạn cứ thử đi, cái này mình đã cho vài người thử rồi và người ta đã đánh rất là thành công. Đầu tiên mình đã bảo người ta là hãy ngắm vào tâm của quả bóng ảo và người ta đánh và sẽ có quả được có quả không nhưng mà khi mà mình bảo người ta là bây giờ không ngắm vào tâm của quả bóng ảo nữa và hãy nhìn xem là cái quả bóng ảo đấy nó cắt vào phần nào của quả bóng mục tiêu và hãy cố gắng ghi nhớ cái hình ảnh đấy trong đầu và đánh như thế sau khi mà mình đã nói như thế thì người ta đã đánh được rất là nhiều quả vào lỗ nhưng mà tất nhiên là chúng ta phải tập thì mới đánh được chứ không phải là nói như thế là đánh được ngay rồi bây giờ các bạn cùng tập cùng mình nhá đầu tiên là đánh cái quả thẳng tắp như này thường thì những cái quả thẳng tắp này các bạn tưởng là dễ nhưng mà những cái quả thẳng tắp này mới gọi là những quả khó nhá bởi vì là quả bóng cái nó phải lấp đầy cái quả bóng số 11 kia đấy đầu tiên mình sẽ đánh một cú thẳng như thế xong rồi mình sẽ xếp tiếp xếp tiếp nó khuôn xong rồi mình sẽ đánh chéo chéo đi tí khi mà mình đánh cái để quả cái nó hơi chéo đi một tí thì mình sẽ đứng ra và mình sẽ nhìn là à khi mà quả bóng cái nó chéo sang đây thì là nó sẽ cắt vào đâu của quả bóng số 9 và mình sẽ đánh thôi và sẽ các bạn sẽ thấy là à thì ra là hồi xưa khi mà mình cứ đánh theo cảm giác ấy, mình đánh theo cảm giác thì mình sẽ không biết là mình lúc nào mình đánh đúng lúc nào mình đánh sai đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn mà để hai cái quả bóng nó khuôn như thế kia kìa thì khi mà các bạn đứng ra từng góc từng góc một càng ngày càng chéo một thì các bạn mới thấy là à thì ra là hồi xưa những cái cảm giác của mình nó sai, có những cái quả là nó phải đánh mỏng hơn có những quả nó phải dày hơn đấy khi mà các bạn để như này và các bạn đi ra từng cái góc độ chéo một thì các bạn sẽ nhìn thấy được là phải đánh vào đâu đánh như thế nào đây đây là cái cách tập mà để cho mình có cái cảm giác nó tốt hơn nếu mà các bạn cứ đánh theo cảm giác thôi thì các bạn cũng không biết là mình phải đánh đúng vào đâu và khi mà mình đánh sai thì mình cũng không biết là tại sao mà mình đánh sai đúng không còn nếu mà mình xếp như này thì mình sẽ biết là mình nhìn được ngay là mình phải đánh vào đâu các bạn có thể kiểm tra là các bạn không xếp quả bóng ảo vào mà các bạn nghĩ trước là mình phải đánh vào đâu sau đó các bạn sẽ xếp quả bóng ảo vào thì các bạn nhìn các bạn sẽ thấy là à cái cảm giác của mình có đúng hay là sai thì các bạn nhìn thấy ngay khi mà mình tập những cái quả bóng như này này thì mình cảm thấy là những cái quả bóng mà nó đánh dày thì khó hơn là các cái quả bóng nó đánh mỏng, chẳng hạn như quả bóng số 10 này chẳng hạn, những cái quả bóng đánh mỏng như này thì mình cảm giác là đánh dễ hơn so với những cái quả bóng nó thẳng thẳng. Các bạn thử xem xem các bạn có bị cái cảm giác giống mình không nhá. Đấy, những cái quả đánh mỏng này thì thường là dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Có bạn hỏi là em xác định được điểm ngắm rồi. Nhưng khi cúi xuống thì lại không thể nhìn đúng điểm ngắm vừa nãy với những cú đánh cắt bi. Rồi với những cái cú đánh cắt bi thì sẽ là đánh rất là mỏng đúng không? Thì bạn không thể nào nhìn được cái điểm đấy bởi vì khi bạn đi ra cái điểm đấy bạn nhìn và bạn đi ra vị trí bóng cái của bạn thì là thì là bạn không thể nào nhìn được cái điểm đấy nữa rồi. Thì bạn phải xác định là đánh dày hay là đánh mỏng thì bạn hãy tập theo cái bài này của mình thì bạn sẽ đánh được cứ xếp hai quả bóng lên đặt quả bóng ảo vào trước xong rồi bạn sẽ đi ra một cái vị trí cắt mỏng theo bạn mong muốn và bạn nhìn xem là cái quả bóng ảo đấy nó cắt mỏng vào vị trí nào của quả bóng mục tiêu và bạn thử đánh thì nó sẽ thành công một lần chưa được đánh 10 lần thì sẽ thành công dần dần bạn sẽ có cảm giác nhé ở các cú đánh cắt bi thì mình tư vấn là bạn nên xác định đánh dày hay đánh mỏng vào quả bóng mục tiêu như thế thì sẽ dễ hơn so với xác định một cái điểm để mình đánh vào. Rồi sang câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là trong các thế bi em bị trượt nhiều nhất ở thế bắn thẳng khoảng cách xa, xa băng. Đấy thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nhé. Có hai cái thế bi rất là khó ở trong bi Đấy là cái thế bi là đánh thẳng tắp. Và thế bi thứ hai là đánh vuông góc 90 độ. Đấy là hai thế bi rất là khó đánh. Để đánh được hai cái thế bi này thì các bạn phải tập đánh những cái cú đánh cực kỳ là thẳng thì cái bài tập đưa gậy thẳng ấy thì mình đã có một cái bài rồi thì các bạn xem lại cái bài số 7 thì các bạn sẽ biết là cách cầm gậy như nào để đánh được nhá. Chúng ta đến với câu tiếp theo, có một bạn hỏi là ngắm đúng nhưng những con má mỏng sao hay bị trượt vậy? Đây thì mình sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn xem nhá. Ví dụ đánh con số 13 này đúng không? Là mình sẽ phải đánh mỏng đúng không? Theo lý thuyết thì mình chỉ việc phải đánh vào tâm của quả bóng ảo này thì quả bóng số 13 này nó sẽ chạy vào lỗ đúng không? Nhưng đấy chỉ là lý thuyết thôi Nếu mà các bạn đánh đúng theo lý thuyết là đánh đúng vào cái quả bóng ảo này Thì quả bóng số 13 này nó sẽ đi lệch lên trên Và lệch theo cái hướng mà quả bóng cái nó đánh vào cái quả số 13 Như ở trường hợp này thì nó sẽ đi lệch lên trên Và khoảng cách của quả bóng mục tiêu càng xa lỗ thì độ lệch nó càng nhiều Mà càng gần lỗ thì độ lệch nó càng ít nhé Ví dụ như quả số 13 này nó cách lỗ khoảng 1 mét Thì cái độ lệch của nó khoảng 4,7 cm so với cái đường lý thuyết Đây các bạn xem nhá Mình đánh đúng vào tâm của bóng ảo rồi và quả số 13 đã lăn theo cái hướng lên trên Đấy đúng không? Nó không lăn theo cái đường màu trắng là đường lý thuyết Mà cái đường thực tế là nó sẽ lăn lên trên Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu cho các bạn vài quả nhá Các bạn sẽ hay gặp cái tình trạng kiểu như này Đấy nó chạm vào băng trước Xong may mắn nó lại vẫn vào được lỗ Đúng không? Và con 6 này các bạn xem này đấy chạm băng trước và đã không đưa được quả bóng mục tiêu vào lỗ nữa rồi và ở những cái trường hợp đánh mỏng như này ấy, thì chúng ta phải đánh lệch về một bên của cửa lỗ Như thế khi chúng ta đánh mỏng vào Thì cái quả bóng mục tiêu nó sẽ chạy hướng lên phía trên Và nó sẽ chạy thẳng vào lỗ như thế này Đây các bạn xem nhá Mình sẽ đánh theo cái đường lý thuyết Nhưng mà đường thực tế nó sẽ chạy thẳng vào lỗ Đấy thế là bây giờ các bạn hiểu là Tại sao mà khi đánh những cú đánh mỏng Mà loại không vào được lỗ nhá Đấy sau khi xem xong cái bài giải thích này Thì các bạn hãy thử nhá Xem có đúng không Rồi bây giờ chúng ta thử tiếp các quả đánh mỏng Đường xa nhá Ví dụ như con này thì nó rất là xa nhá Khoảng cách từ của bóng mục tiêu đến lỗ phải 2 mét Bây giờ các bạn xem nhé Mình đã ngắm lệch hẳn ra khỏi cửa lỗ rồi Và mình sẽ đánh mỏng Đây các bạn xem quả này nó sẽ chạy như nào Đấy các bạn thấy nó chạy hướng hướng lên trên không Đấy thế là nó vào lỗ thôi Và các bạn hãy thử tập nhé các bạn cứ tập các quả gần, quả xa và nhớ là chui cái khoảng cách của quả bóng mục tiêu nhé. Cách 1 phần 4 bàn, 1 phần 2 bàn, 2 3 phần 4 bàn thì mình sẽ nhớ cái khoảng cách đấy và mình sẽ biết là phải đánh lệch bao nhiêu nhé. Rồi để mà tập đánh được những quả bóng mục tiêu vào lỗ thì các bạn sẽ tập bài này nhá. Xếp tất cả các quả bóng lên trên bàn như mình này và đánh lần lượt từng quả bóng này vào hai lỗ cuối này nhá. Và các bạn cứ đánh thôi. Mình nghĩ là cái bài tập này thì lần nào mà trước khi các bạn chơi thì các bạn hãy tập cái bài này thì nó sẽ có cái cảm giác đánh bóng vào lỗ hơn. Cái bài tập này thì mình vừa tập được uh, cảm giác đánh này lại còn vừa tập được là cách đưa gậy này. Cái bài này thì mình có thể tập được tất cả các động tác để đánh một quả bóng nhé. Nhân tiện đây thì mình sẽ nói lại luôn là các động tác để đánh một quả bóng như nào nhé Đầu tiên là các bạn ngắm này xong cúi xuống và ngắm tiếp đưa gậy vài nhịp xong rồi đánh Khi mà đánh thì tay sẽ và người sẽ giữ nguyên vị trí nhé không được nhấc lên luôn rồi quả tiếp theo mình cũng đánh giống hệt như thế. Mình lưu ý là sẽ có rất nhiều bạn là sẽ đặt quả bóng này vào và đánh luôn, không đứng lên và cứ đánh liên tục như thế, không chịu đứng lên thì sẽ là sai nhá tập như thế là rất là không hiệu quả Đấy các bạn cứ tập theo mình nhá Hàng ngày sẽ đánh những cái cú đánh như này Rồi ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn là cách tập ngắm như thế nào nhá Thì các bạn cứ xem hai quả bóng nó khuôn như thế đi thẳng vào lỗ Và các bạn đứng ra từng vị trí khác nhau, chéo khác nhau và các bạn nhìn nhá Cứ tập nhìn bằng mắt thôi để cho mình có cái cảm giác tốt hơn Và các bạn cứ tập như thế mình nghĩ là cái bài tập này thì các bạn tập trong khoảng một tháng Thì các bạn sẽ có cái cảm giác về bì tốt hơn nhá các bạn tiếp tục xem các cú đánh mẫu của mình nhé Các bạn thấy video mình hay thì hãy chia sẻ giúp mình cho mọi người cùng xem nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh thật nhanh để đón nhận được những video mới nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.